Nhưng mà mẹ không ăn bia. Ở đâu đây? Mẹ nhà. Món gì đây? Quay. Ăn đi. Mẹ có tập cái người này. Nó sao nó không quay được. Anh Dương đang rất vui mà các bạn cho anh Dương một tràng pháo tay đúng không? Không, tại vì là anh Dương luôn luôn nói với chúng tôi là cứ yên tâm, cứ để Tony Dương lo mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết, không có gì phải lo cả. Mà thêm là anh Dương là tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin Đại học Sư phạm Hà Nội mà. Anh rất tự tin về khả năng công nghệ của mình. Thực ra là đây chúng ta đang không phải ra mắt cái sư phạm là chỗ nào đấy? Đặc biệt là Việt Nam. Đây là sẽ có nhiều cái công nghệ hơn. Thế tưởng đúng không? Chúng tôi đang thắc mắc nhau. Nó lại... Trong truyện tranh thì không có gì là không thể. Mọi giới hạn sạch là sẽ quay lại của mọi người. Nó quay về chế độ chụp ảnh. Thế bây giờ chúng tôi không thể kết nối MacBook. Bây giờ chúng tôi không thể kết nối MacBook. Tôi sẽ dùng một cách khác. Triệu hồi bạn bốc từ Singapore lên sân khấu đây, xin mời bạn mèo bốc. Cái cú ngã đấy cũng nằm trong kịch bản mà anh em chúng tôi tập suốt 2 ngày vừa qua để mà có được cái cú ngã như này. Được không?